hậu Hehenye, hành trình từ Zero đến Hero. Hehenye sinh ra trong một gia đình người dân tộc Ede tại tỉnh Đắk Lắk, nơi mà Hen sinh sống. Như cô chia sẻ, không có nhiều điều kiện nên con người suy nghĩ cũng có phần lạc hậu. Tuy nghèo nhưng quê hương, gia đình luôn là niềm tự hào lớn trong Hehenye và là động lực để cô nuôi hy vọng bản thân có thể làm điều gì đó cho nơi đã nuôi mình khôn lớn. 14-15 tuổi, Hen nói không với việc lấy chồng theo phong tục của người đồng bào. Trong người cô lúc này là niềm đam mê, mãnh liệt với con chữ, và cô tin chỉ có việc học mới có thể giúp mình thay đổi được tương lai. Bằng số tiền ít ỏi, Hehenye lên thành phố học rồi chuyển sang làm nghề người mẫu. Năm 2015, cái tên Hehenye mới thực sự được công chúng biết đến nhiều hơn qua chương trình Việt Nam Next Top Model. Ở thời điểm này, thân hình gầy gò cùng phong cách không có gì nổi bật đã khiến cô phải dừng chân ở top 9. Đến năm 2017, Hehenye trở thành thí sinh của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Thân hình cô lúc này đã có sự cải thiện rõ rệt, đầy đặn và quyến rũ hơn. Không những thế, Hehenye còn thay đổi cách trang điểm, ăn mặc để tôn lên được các đường nét đặc trưng của mình. Và rồi niềm hạnh phúc vỡ òa khi vị trí cao quý nhất, vương miện lộng lẫy nhất đã gọi tên Hehenye. Đây là thành quả xứng đáng sau bao nỗ lực của người con gái đồng bào ED. Chiến thắng này đã phá vỡ mọi quy tắc, mọi chuẩn mực về cái đẹp mà trước nay mọi người vẫn gắn mác lên hoa hậu. Một cô hoa hậu tóc ngắn, da nâu, thuộc đồng bào ED, điều chưa từng có trong lịch sử sắc đẹp nước nhà. Sau đăng quang, tuy nhận được nhiều ý kiến trái chiều về nhan sắc, nhưng Hehenye không bao giờ để mình chững lại với áp lực từ dư luận. Suốt một năm tham gia các hoạt động thiện nguyện, đồng thời chuẩn bị thật tốt về mặt tinh thần, thể lực, Hen của năm 2018 đã thực sự lột xác để sẵn sàng chinh chiến ở đấu trường châu lục. Ở người đẹp, mọi người đều cảm nhận một nàng hậu hiền lành và rất chịu tiếp thu ý kiến tốt hơn. Cô học catwalk lại từ siêu mẫu Võ Hàng Yến, lắng nghe góp ý từ Á hậu Huyền My để chuẩn bị cho chuyến hành trình Miss Universe 2018. 90 bộ trang phục cho 15 ngày dự thi trên đất Thái là một con số gây sốc mà Hehenye tạo nên trước khi lên đường. Sự chuẩn bị công phu này tạo được nhiều thiện cảm trong lòng công chúng, bởi nó cho thấy cô thực sự nghiêm túc và quyết tâm ở sân chơi tầm cỡ này. Trải qua nhiều vòng thi, Hen cho thấy sự trưởng thành của mình khi liên tục tỏa sáng từ vòng tài năng đến trang phục dân tộc bikini. Và rồi vượt xa những mong đợi, Hehenye lọt vào top 5 thí sinh xuất sắc nhất Miss Universe 2018. Đây là thành tích không chỉ thực sự ấn tượng với cá nhân cô, mà còn tạo nên lịch sử cho nhan sắc Việt trong đấu trường châu lục. Chưa dừng lại ở đó, Hehenye còn xuất sắc trở thành người chiến thắng của giải thưởng Timeless Beauty 2018 do chuyên trang sắc đẹp Mixology tổ chức bình chọn. Với vị trí này, cô được gọi tên là Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2018, trở thành Hoa hậu của các Hoa hậu, không còn là giấc mơ của người đẹp nữa. Bây giờ đây, nó đã được thực hiện bởi Hehenye. Tôi là Hehenye, tôi là người dân tộc thiểu số phải kết hôn ở tuổi 14. Nhưng tôi nói không, tôi chọn theo con đường giáo dục. Tôi đã đến được đây, tôi làm được và bạn cũng làm được. Câu nói truyền cảm hứng của người đẹp ED trên sân khấu chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới chính là động lực, động viên, mang tầm xã hội đến mọi người. Và thực sự khi nhìn vào hành trình chinh phục vương miện của Hen, người ta tin rằng chỉ cần có ý chí và quyết tâm, mọi điều đều có thể thành hiện thực. Cận cảnh loạt thần thái ngút ngàn của Hoa hậu Hehenye giữa trời New York đầy tuyết. Đây có lẽ là lần đầu tiên Hehenye đặt chân lên đất Mỹ, vì vậy cô đã có những trải nghiệm thú vị suốt những ngày ở đây. Do thời tiết khá lạnh nên Hehenye gặp không ít khó khăn trong việc làm quen với thời tiết. Dù vậy cô vẫn rạng ngời khi xuất hiện tại show diễn của nhà thiết kế Phương My thuộc khuôn khổ New York Fashion Week 2019. Diện trang phục với chất liệu bóng, nhũ sang trọng và tinh tế của nhà thiết kế Phương My, Hoa hậu Hehenye chọn tông make-up theo phong cách cá tính, hiện đại và thiên về fashion, phù hợp với tính chất của một chương trình trình diễn thời trang. Đặc biệt, Hehenye có dịp tái ngộ cùng Katrina Gray, đương kim Miss Universe. Là bạn thi cùng mùa với nhau, lại đến từ châu Á, nên Hehenye và Katrina vẫn giữ liên lạc với nhau sau khi cuộc thi kết thúc. Vì thế, nhân chuyến công tác ở Mỹ lần này, Hehenye và Katrina Gray đã hẹn nhau cùng xem show diễn và diện trang phục của nhà thiết kế Phương My. Do ý thích đồ của Phương My nên cả hai đã vào hậu trường chụp ảnh cùng Phương My. Với lần đầu chào sân New York Fashion Week, nhà thiết kế Phương My mang đến bộ sưu tập có tên Sayonara, lấy cảm hứng từ câu nói của triết gia Phật giáo người Nhật. Cánh hoa tàn, nhưng đóa hoa còn sống mãi, hình dáng lụi tàn, nhưng nhân phẩm còn lưu truyền. Khắc họa cảm xúc của nhà thiết kế Phương My về sức mạnh ẩn dưới vẻ đẹp mỏng manh và thanh tao của người phụ nữ Á Đông.
với 37 lúc được thực hiện qua 3 gam màu chính, đỏ, đen và trắng, tượng trưng cho các cung bậc cảm xúc theo từng giai đoạn khác nhau của người phụ nữ. Sayonara qua đó muốn đề cao bản lĩnh và cốt cách của người phụ nữ Á Đông nói chung và phụ nữ Việt nói riêng. Đây cũng là show diễn duy nhất của New York Fashion Week sử dụng toàn người mẫu châu Á. Ngồi hàng ghế đầu cùng Hohenye và Katrina Gray còn có sự xuất hiện của Ayman Obu, nhà khoa học, doanh nhân, đồng thời là giám khảo của Miss Universe 2018. Gặp lại top 5 Miss Universe sau gần 2 tháng kết thúc cuộc thi, đội giám khảo dành nhiều lời khen cho Hohenye và rất quan tâm đến các hoạt động cộng đồng của cô, đặc biệt là dự án dẫn nước về buôn làng. Trong những ngày sắp tới, Hohenye có kế hoạch gặp gỡ tổ chức Miss Universe và Room to Red Thế giới tại Mỹ. Trước đó, Hohenye xuất sắc vượt qua nhiều nhan sắc, chiến thắng giải thưởng Timeless Beauty và vào top 10 giải thưởng Miss Grand Slam 2018. Thành tích của cô một lần nữa khẳng định giá trị và vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong làng sắc đẹp thế giới, đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới cho các đại diện tiếp theo của Việt Nam tại Miss Universe và các cuộc thi nhan sắc quốc tế. Từng bị miệt thị về vẻ ngoài, vì sao Hohenye trở thành hoa hậu đẹp nhất thế giới? Chuyên trang sắc đẹp uy tín Mixology vừa bình chọn Hohenye là hoa hậu đẹp nhất thế giới. Dù đây là giải thưởng không chính thức nhưng rất danh giá. Để có được vị trí này, Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam đã vượt qua 112 nhan sắc đến từ 5 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới trong năm 2018. Hohenye giành giải thưởng Hoa hậu đẹp nhất thế giới với 4.576 điểm, trong đó 4.318 điểm cho vẻ đẹp và sức hấp dẫn vượt thời gian, 4.636 điểm cho tất cả các phần trình diễn và sức ảnh hưởng toàn cầu, chiếm 4.773 điểm. Chuyên trang Mixology đã trích dẫn lại câu nói truyền cảm hứng của Hohenye: "Ngày hôm nay tôi đứng ở đây, tôi làm được và các bạn cũng làm được." Khi mới đăng quang, Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam Hohenye vấp phải sự chỉ trích của một bộ phận khán giả. Điều này xuất phát từ việc cô không mang vẻ đẹp thuần Việt, vốn được ưa chuộng tại các cuộc thi nhan sắc của Việt Nam. Trong khi phần lớn những người đẹp có danh hiệu của mảnh đất hình chữ S đều sở hữu mái tóc dài, làn da trắng mịn màng, gương mặt tròn trịa, phúc hậu, thì Hohenye lại hoàn toàn khác. Cô sở hữu làn da bánh mật, gương mặt góc cạnh, thân hình khỏe khoắn, mái tóc ngắn. Hơn nữa, Hohenye lại là người đẹp đầu tiên người dân tộc được vinh danh cao nhất ở một cuộc thi sắc đẹp. Cô là người dân tộc Ê Đê. Tuy bị một bộ phận khán giả phản đối, nhưng những người hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp lại rất tán thành chiến thắng của Hohenye. Hoa hậu Mai Phương Thúy từng khẳng định, Hohenye đẹp tuyệt vời, thân hình chuẩn hơn tất cả các hoa hậu Việt Nam. Hơn nữa, vóc dáng khỏe khoắn, cân đối của Hohenye rất phù hợp với quan niệm về cái đẹp của các nước phương Tây. Thân hình săn chắc, làn da bánh mật, nụ cười rạng rỡ, ở Hohenye toát lên vẻ đẹp của một cô gái năng động, tự tin và bản lĩnh. Khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ Thế giới, Hohenye gặp phải bất lợi về khả năng nói tiếng Anh. Tuy vậy, cô luôn thể hiện sự hòa đồng với các thí sinh, tích cực tham gia vào các hoạt động của cuộc thi. Khi bị thí sinh người Mỹ chê bai về khả năng nói tiếng Anh, Hohenye vẫn giữ được thái độ bình tĩnh. Cô không lên tiếng bình luận về ồn ào này mà vẫn giữ sự liên hệ với người đẹp xứ cờ hoa. Sau khi cuộc thi kết thúc, chính người đẹp Mỹ lại lên tiếng ca ngợi đại diện của Việt Nam. Cách cư xử của Hohenye được nhiều người đánh giá rất cao. Là người đẹp nổi tiếng thế giới, nhưng Hohenye vẫn giữ được tính giản dị. Cô vẫn về quê, leo rừng, nấu ăn trong căn bếp đơn sơ của gia đình, tự lái xe máy đi tặng quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Sự giản dị của Hohenye chinh phục được nhiều người. Cộng đồng quốc tế từng phát sốt với những hình ảnh đời thường của Hohenye. Anti-fan đã kết hoàng thùy, Hohenye bất ngờ viết tâm thư nhẹ nhàng nhưng cực sâu sắc. Trong dòng trạng thái đăng lên FC Hohenye, người đẹp ED cảm thấy không đồng tình khi có những ý kiến đả kích, trái chiều về việc Hoàng Thùy sẽ là đại diện tiếp theo của Việt Nam đến với đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh Miss Universe 2019. Ai yêu thương hãy ở yên đây, chửi Hen không sao nhưng lôi các tình yêu của Hen là Hen buồn lắm ý, cô mộc bạch. Đồng thời, đương kim Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam cùng gửi gắm thêm, dù là đại diện nào tiếp theo thì đều có một ước muốn lớn là giành Miss Universe, mang chiếc vương miện danh giá về cho Việt Nam. Khi cuộc tranh luận bắt đầu, top 5 Miss Universe 2018 cảm thấy khá mệt mỏi và đau đầu. Cô mong cuộc chiến này sẽ sớm kết thúc và hãy ủng hộ và góp ý chân thành cho các đại diện Việt Nam. Không để Hohenye đứng giữa tầm bão tranh luận một mình, fan chân chính của cô đã có những lời động viên chia sẻ. Ngừng so sánh ai đẹp ai xấu, đẹp xấu hãy để thời gian minh chứng.
hay một người hâm mộ khác để lại sự lạc quan. Dù Cohen hay Thùy hay ai đi chăng nữa tham gia Miss Universe, đồng bào cũng đều ủng hộ hết mình. FC cũng không quên động viên thần tượng của mình, cố lên chị nhé. Trước đó Hoàng Thùy là diễn giả duy nhất của Việt Nam tại Philippines. Trên các tấm poster, trong lời giới thiệu đều nói cô là đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2019. Ngay sau đó bên lề hội nghị, cô đã xác nhận thông tin với truyền thông Philippines sẽ tham gia Miss Universe 2019 tại Hàn Quốc.